Thanh Minh đấu 13 trận trong 3 ngày để giành huy chương vàng Jiu-Jitsu châu Á. Trong khuôn khổ giải vô địch Jiu-Jitsu châu Á 2023 vừa diễn ra tại Thái Lan, võ sĩ Dương Thị Thanh Minh đã thi đấu rất ấn tượng. Đăng ký tranh tài ở hạng cân 52 nữ thể thức full contact, nữ võ sĩ sinh năm 1992 đã xuất sắc giành huy chương vàng, qua đó giúp Việt Nam nằm trong 4 đội tuyển có thành tích thi đấu tốt nhất. Chia sẻ trên trang cá nhân, Thanh Minh cho biết, chức vô địch này là thành quả của những nỗ lực không ngừng. Nhà đương kim vô địch chỉ có 3 tuần để tập luyện, chuẩn bị trước thêm giải đấu. Bên cạnh thời gian chuẩn bị không nhiều, lịch thi đấu dày đặc cũng là một phần nguyên nhân khiến giải đấu trở nên khốc liệt hơn. Diễn ra trong vòng 4 ngày, giải vô địch Jiu-Jitsu châu Á có 3 ngày thi đấu các nội dung full contact của nữ. Giống như nhiều võ sĩ khác, Dương Thị Thanh đã trải qua 13 trận đấu trong 3 ngày. Với tấm huy chương vàng châu Á, cô cảm thấy mình đã cố gắng hết sức, những kết quả chưa được như mong muốn.